Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt trên lưu vực sông Dương Tử vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Sau trận lũ số 4, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo lũ mức màu da cam trên thượng nguồn của dòng sông này, Secret China đưa tin hôm nay. Truyền thông Trung Quốc đưa tin đỉnh lũ số 4 trên sông Dương Tử trong năm nay đi qua hồ Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 với lượng nước đổ vào hồ này lên đến 62.000 m3 trên giây, cao hơn 3 trận lũ xảy ra trước đó. Nếu lũ lớn được hình thành trên sông Dương Tử một lần nữa thì nó sẽ trở thành trận lũ thứ 5 trong năm nay trên dòng sông này và có thể xảy ra chỉ cách lũ số 4 từ 2 đến 3 ngày. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử cho biết năm nay trận lũ số 2 ở sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử được hình thành, chỉ cách trận lũ số 1 cũng ở nhánh sông này 3 ngày. Lũ lớn tới mức ngay cả những vùng đất cao nhất ở thượng lưu sông Gia Lăng thuộc huyện Lực Dương, Thiểm Tây, phía Bắc Trung Quốc cũng phải hứng chịu những trận lụt. Chính quyền huyện Lực Dương đã ban hành lệnh khẩn cấp, nói rằng đỉnh lũ sông Gia Lăng sẽ đi qua khu vực vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Tầng 1 của một số ngôi nhà ở địa phương sẽ bị ngập. Báo cáo chỉ ra rằng do mưa lớn, nước dâng cao ở thượng nguồn sông Bồi Giang ở tỉnh Tứ Xuyên, mực nước tại một số trạm quan trắc không chỉ vượt ngưỡng cảnh báo mà còn vượt mức nước đảm bảo, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của bờ sông. Do đó, hạ lưu thành phố Trùng Khánh tiếp tục duy trì phương án điều tiết ứng phó lũ lụt cấp 2. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử dự đoán rằng sông Gia Lăng và sông Mân Giang sẽ vẫn duy trì lượng mưa lớn. Trong 2 ngày tới, trạm Tiểu Hà trên sông Bồi Giang sẽ đón một trận lũ khác khiến mực nước vượt quá mực nước đảm bảo. Trước đó, trạm Tiểu Hà trên sông Bồi Giang đã vượt quá mực nước cảnh báo. Theo thông tin cảnh báo sớm của Cục Thủy văn, cảnh báo lũ lụt ở thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử, hồ Bà Dương và hồ Động Đình vẫn được duy trì mực nước ở các mức độ khác nhau, từ xanh lam đến cam. Truyền thông nhà nước Trung Quốc phớt lờ không đưa tin về lũ lụt 11 tỉnh phía Nam. Miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 3 đến nay đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Hiện có khoảng 148 con sông đang ở mức báo động. Người dân 11 tỉnh đang phải chịu đựng mất mát to lớn về người và của, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc lại phớt lờ không đưa tin. Mưa lũ không ngừng gây thiệt hại cho 2,62 triệu người dân, 230.000 người bị buộc phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có các tỉnh là Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Thành phố ngập nước, nhà cửa đổ sụp, đường xá sụt lún, đồi núi sạt lở, mùa màng mất trắng. Đến nay, tình hình thiên tai vẫn không ngừng lan rộng. Người dân giấu tên ở quận Dương Sóc, Quảng Tây nói, hầu hết tầng 1 của nhà dân, cửa hàng đều bị ngập hết cả. Thiệt hại quá to lớn rồi, ví như xe cộ, đồ điện đều bị ngâm trong nước hết cả. Người dân giấu tên ở Quế Lâm, Quảng Tây nói, giờ trước mắt hẳn là không có chính sách hỗ trợ nào cả. Từ những bức ảnh đăng trên mạng có thể thấy được tình trạng nghiêm trọng như thế nào, nhất là thiệt hại về kinh tế, thiệt hại nhiều lắm. Một người dân sống ở Quế Lâm nói với các phóng viên rằng nước ở chỗ anh sống đã rút, nhưng với lượng lớn đất đá, bùn cát như vậy, sau khi làm sạch, thiệt hại kinh tế không phải là nhỏ. Được biết, huyện Dương Sóc, tỉnh Quảng Tây là nơi hứng chịu thảm họa nặng nề nhất trong trận lũ lần này. Trần Hồng, hóa danh, bà chủ trọ tư nhân ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây cho hay, năm nay lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng bởi mưa bão kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Mưa lớn, mưa nhiều, mưa xối xả, nước từ trên núi đổ xuống, đây không phải là vấn đề của một nhà mà rất nhiều nơi của cả huyện bị nước lũ quét qua, cả huyện đều bị ngập hết cả. Bà Trần cho biết thêm, có rất nhiều ngôi nhà gần như bị ngập đến tầng 2. Chỗ tôi không bị ngập, nhưng địa khu phía trước chỗ tôi bị ngập, giờ đang dọn dẹp làm vệ sinh, công nhân đang khắc phục sự cố mất điện, mất nước vẫn chưa xử lý được. Mưa to suốt mấy ngày liền, mưa như chút nước vậy. Xả lũ đó là sau này mới xả lũ, hồ chứa nước xả lũ có thể là nước trên sông Ly Giang. Nước lũ chảy ngược đến đây, con sông này khá hẹp, địa thế hơi thấp. Phàm là những nơi địa thế thấp đều bị ngập hết cả. Mưa lớn liên tục khiến mực nước tăng vọt, hồ chứa các cấp đều xả lũ khẩn cấp, khiến mực nước của hạ lưu sông Ly Giang dâng cao đột ngột. Huyện Dương Sóc nằm trên bờ sông Ly Giang phải đứng mũi chịu sào,
rất mau đã bị ngập trong nước. Trần Hồng nói hơn 6 giờ chiều ngày hôm qua, hồ chứa nước phía bên tôi vẫn đang xả lũ. Gần chỗ chúng tôi có một hồ chứa đã bị vỡ. Hồ chứa này cũng khá nhỏ, nó ở huyện Dương Châu. Nhiều cư dân mạng nhắc nhở người dân gần đó phải chú ý, đặc biệt là những con đập nhỏ được xây dựng trong 20 năm qua. Rất nhiều các công trình đều là bã đậu phụ. Thời gian dài rất là nguy hiểm. Từ những video được cư dân mạng đăng tải, chúng ta có thể nhìn thấy lượng lớn người dân sống gần đập chứa nước Quế Lâm ở Quảng Tây đã bắt đầu sơ tán. Họ lo lắng con đập có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Lũ lụt miền Nam Trung Quốc nghiêm trọng là thế. Rất nhiều cư dân mạng không khỏi thắc mắc tại sao truyền thông nhà nước nhất loạt đều không thấy đưa tin. Trên Weibo, hầu như không thấy có bản tin nào về điều này. Thành phố bị ngập, đường xá sụt lún, đồi núi bị sạt lở, nhưng tin tức được đăng trên WeChat, TikTok chỉ thấy khoe khoang thành tích ưu việt của kinh tế vỉa hè được chính quyền cổ suý trong thời gian qua. Nào là một gian hàng có thể kiếm được 5.000 nhân dân tệ trong một ngày, vẽ ra khung cảnh tươi đẹp tẩy não người dân ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực trước mắt thì có bao nhiêu người dân vùng lũ giờ đây trở thành người vô gia cư, không có nhà để ở, có không biết bao nhiêu người già trẻ em bị nước cuốn trôi. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình nhẹ nhàng hóa lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Cư dân mạng cho biết, trong số 50 bản tin hàng đầu được đăng trên Weibo, chỉ thấy có một bản tin đề cập đến lũ lụt ở miền Nam, hơn nữa đưa tin một cách rất hời hợt, trong khi lại có đến 7 bài hot đưa tin về vấn đề bạo loạn ở Mỹ. Có người đã đăng tải dòng cảm xúc rằng, trên điện thoại di động của tôi, trên mục tin tức của các phương tiện truyền thông nhà nước, các trang web có rất ít tin tức về bão lũ ở miền Nam. Nhìn vào thì thấy như trận lũ đã quét qua nhiều tỉnh và thành phố ở phía Nam, gây ngập trên diện rộng, làm vô số thôn trấn và đường phố bị chìm trong nước, khiến đường xá sụt lún, giao thông gián đoạn, như thể chúng chưa bao giờ xảy ra vậy. Có cư dân mạng không khỏi bức xúc, sống chết của đồng bào, họ không chút quan tâm, và sống chết của người Mỹ lại khiến họ đau đớn như chết cha chết mẹ vậy. Đây có phải là ăn cây táo giả câu sung hay không? Tất nhiên là vậy. Tiền họ kiếm là của người dân Trung Quốc, còn điều họ quan tâm lại là chuyện sống chết của người Mỹ. Phía Nam sông lũ lụt, phía Bắc núi lửa tỉnh giấc. Giang San Trung Quốc đầy nguy cơ. Ngọn núi lửa đã nằm im 500.000 năm, tưởng chừng không còn khả năng tạo dung nham, đã thức tỉnh dưới lòng đất Trung Nguyên. Trong tình hình đại dịch COVID-19 không ngừng lây lan, thiên tai đại họa, lũ quét ngập lụt liên tục xảy ra tại các nơi trên khắp Trung Quốc, thì một ngọn núi lửa đã ngủ 5.500 năm ở tỉnh Hắc Long Giang bỗng hồi sinh trở lại. Dung nham magma trong lòng núi lửa đã được sản xuất trở lại. Điều này đã được phát hiện bởi một nghiên cứu chính thức của Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trạng thái nạp này đạt 40% sẽ phun trào. Ngày 18 tháng 6, Daily Mail của Anh đưa tin, các giáo sư từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ lính để phát hiện ra núi lửa Vĩ Sơn của khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, vẫn đang hoạt động mặc dù nó chưa tới mức phun trào nhưng cần phải theo dõi sát. Núi lửa Vĩ Sơn là một trong những ngọn núi khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì. Lần phun trào cuối cùng của nó xảy ra cách đây khoảng 500.000 năm. Được biết, ngọn núi Vĩ Sơn này từ lâu đã được biết tới là ngọn núi lửa đã dừng phun trào, nó dường như không thể phun trào hay có các hoạt động địa chất liên quan. Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát hiện có hai hồ chứa magma khổng lồ dưới bề mặt núi. Các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ tính để phát hiện ra một cấu trúc địa trở có độ phân giải cao 3 chiều, sâu 20 km bên dưới núi lửa Vĩ Sơn, trong khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì. Đồng thời, nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng núi lửa Vĩ Sơn ở khu vực Ngũ Đại Liên Trì hiện đang ở trạng thái hoạt động nhất định. Nhóm nghiên cứu đã thu hồi được hình ảnh 3 chiều bên dưới núi lửa Vĩ Sơn. Hình ảnh cho thấy có magma ở giữa lớp vỏ ngoài và bên trong của trái đất. Số liệu hiển thị rằng lớp magma này đã bị nóng chảy ít nhất 15%. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc công bố trên trang web chính thức rằng nếu núi lửa Vĩ Sơn là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động thì bên trong nó phải ở trạng thái nguội và sẽ không xuất hiện magma nóng chảy. Nhưng ở đây, hai hồ chứa magma được kết nối với nhau thông qua các kênh dọc và magma ở lớp giữa liên tục được chuyển đến tầng trên của lớp vỏ trái đất.
Theo thống kê chính thức từ Trung Quốc, mức độ nóng chảy của hai hồ chứa magma của núi lửa Vĩ Sơn đã đạt ít nhất 15% và ở trạng thái hoạt động nạp. Nếu mức độ tan chảy của hồ chứa magma đạt tới khoảng 40%, nó sẽ đạt đến ngưỡng phun trào. Nghiên cứu cho rằng cần phải tiếp tục theo dõi hoạt động của núi lửa trong khu vực để dự đoán khả năng phun trào. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc là khu vực có nhiều ngọn núi lửa mới nhất ở Trung Quốc, bao gồm núi lửa núi Trường Bạch nổi tiếng và khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì với 14 ngọn núi lửa. Bài viết này đã được đăng trên tạp chí Địa chất hàng tháng tại Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết với mức độ tan chảy hiện tại của magma tại đây và những hiện tượng địa chấn, vi chấn khu vực xung quanh ta thấy, núi lửa Vĩ Sơn rất có thể đang ở trạng thái có magma đang hoạt động. Nghiên cứu mới nhất cho thấy sự hình thành của núi lửa Trường Bạch và núi lửa Ngũ Đại Liên Trì có mối tương quan nhất định. Núi lửa Trường Bạch phun trào vào năm 946 sau Công Nguyên, nghĩa là cùng với thời điểm Vĩ Sơn hoạt động, và được coi là vụ phun trào mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong thời gian năm 2002, năm 2005, núi lửa Trường Bạch cũng có những dấu hiệu hoạt động trở lại, thu hút sự chú ý của công chúng và cộng đồng khoa học. Vậy thì vào năm 2023, Vĩ Sơn của Ngũ Đại Liên Trì hoạt động trở lại cũng là điều có thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.